Xin chào quý vị anh chị cô chú. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một bộ dàn mini của Sony. Tất nhiên là hàng Sony thì của Nhật Bản rồi. Tuy nhiên thì bây giờ thì 99% người sản xuất thì lắp ráp tại Trung Quốc thì không vấn đề gì lắm. Đây là vì nhân công giá rẻ là chính thôi. Còn chất lượng đầu ra cũng như là nguồn cái thị trường xuất thì vẫn là dành cho thị trường Nhật Bản, nên là cái chất lượng quý vị anh chị có thể là hoàn toàn yên tâm là chất lượng Nhật Bản, không vấn đề gì cả. Đây là một bộ dàn mini dành cho một cái phòng tầm 20 mét vuông, 25 mét vuông đổ lại thì có thể nghe một cách thoải mái. Thì bộ dàn này thì nó có màu đen, có chức năng thì có Bluetooth, có Line In Out, có USB để nhớ. Tuy nhiên thì cái này nó không có nó có thêm đầu CD nữa nha quý vị nhé. Đây em mở đầu CD ra này thì nó hầu như nó có đầy đủ hết chức năng của một bộ dàn mini tích hợp, có CD, có USB thẻ nhớ, có Line In Out, có Bluetooth, hầu như đầy đủ hết. Sự kiện đi kèm thì nó thì có anten bắt AM, sóng AM radio và cái remote control, cái remote điều khiển. Về cái ngoại hình của bộ dàn này thì còn đẹp 99% nha quý vị nhé. Có in logo, có in NFC Bluetooth ở trên mặt sống lưng của cái bộ Đấy, nó vừa bị tắt Bluetooth với cái điện thoại nên là nó bị rẹt một chút. Đây nó chuyển sang FM thì em sẽ bật lại Bluetooth thì nó đây thì quý vị ấn vào chữ pairing ở trên chữ function này thì nó sẽ chuyển sang Bluetooth audio luôn. Đấy, về bên ngoài thì nó đẹp 99%, mặt logo cũng như là các thứ của Sony thì vẫn còn đẹp mới, quý vị có thể thấy rất là đẹp. Phía sau thì có một lỗ thông hơi và logo Sony cũng như là model SBT40 speaker system. Tần số của con này có chạy điện trở 8 ohm và của công ty Sony Gobosinski Kaisan Made in China. Sereno thì là 609, có là bên trái. Em sẽ xem loa bên phải. Ở bên phải thì vẫn là 610. Đấy thì hai series liên tiếp nhau anh vị nhé. Vẫn là một lỗ thông hơi và cái gỗ thì bằng vì cái dàn mini thì người ta sẽ làm rất là nhẹ nên là gỗ sẽ làm bằng các cái chất liệu gỗ rất là gỗ ép rất là nhẹ thôi. Đấy thì đây là cái bộ center điều khiển. Sau này có hai dây ra để loa và có hai cái jack connector sang loa bên trái và loa bên phải. Ở đây thì có hai cái connector bắt AM FM từ cái anten này. Anten này nếu cắm vào AM bắt AM, cắm FM bắt FM. Dưới là có một cái cổng line in 3.5 mm để từ điện thoại ra, nếu chúng ta cắm từ điện thoại, cắm từ TV, cắm từ máy tính thì có thể cắm được cái này, hoặc nếu chúng ta không dùng Bluetooth thì chúng ta có thể cắm dây line aux vào. Đấy thì bộ dàn này nó có khối lượng rơi vào tầm 5 cân chưa tính hộp nữa quý vị nhé. Đấy, thì cái cước vận chuyển về Việt Nam nó rơi vào tầm 1 triệu đồng và cái giá bên này nó cũng khá là cao. Cho một bộ dàn như này thì trên thị trường đang bán rơi tầm 1.2, tương đương tầm 2.5 triệu Việt Nam đồng. Thì không biết là giá cái này ở Việt Nam có bán là bao nhiêu tiền. Tuy nhiên thì một bộ dàn này nếu mua bên Nhật về thì nó rơi vào tầm 3.5 triệu, 3.7 triệu gì đấy một bộ dàn. Và sau đây thì em sẽ bắt Bluetooth và sẽ check thử một bài nhạc hòa tấu để cho quý vị cùng thưởng thức cái chất giọng của em này. Thì em đang còn pairing cái bây giờ sẽ cho kết nối. Đấy, kết nối thì em sẽ ấn vào chữ pairing, khi nào cái chữ Bluetooth này nó nháy thì tìm cái Bluetooth ở trên cái điện thoại Sony CMT SBT40 đây. Đấy, đã kết nối, nó đã hiện cái thông số của âm thanh lên.
thì sẽ vào test một bài nhạc hòa tấu không lời tránh bản quyền. Đây, âm thanh đang ở mức 3 sẽ tăng lên. Đấy, cái này thì âm thanh nó ở mức max là 29 nha quý vị nhá. Điện thoại thì em đang để tầm một nửa. Đấy, em sẽ cho to một chút. 20. Đấy, thì quý vị có thể thấy được là cái tiếng bass đập rất là chắc. Và tiếng lời thì rất là thanh. Đặc trưng của Sony. Rồi thì có cái bằng dính nha, dính để tránh cái tia xước thôi, không vấn đề gì cả, bóc ra thôi. Đấy, cái chồng hai cái loa lên nhau đóng hộp thì có bằng dính nha, dính để đỡ xước, đóng hộp vừa về Việt Nam cho quý vị. Hôm trước ra thì có một thêm một cái cổng cắm tai nghe, đây là cổng USB và nút nguồn cũng như cái núm vặn âm chỉnh âm thanh. Núm vặn âm thanh thì được làm bằng nhựa và có các cái ô vuông có thể phản ánh đèn rất đẹp. Đấy, mình có thể lấp lánh. Chuyển sang một bài khác. Đấy, quý vị có thể thấy được cái chất nhạc nó khá là chất. Đối với một dàn mini vậy thì phòng 20-25 mét vuông em thấy hoàn toàn đáp ứng được. Đây em đang để một nửa của điện thoại và 18 của dàn. Đây em cho to này. Này rất là chắc tiếng, rất là ok. Đánh giá bộ này về Việt Nam rơi tầm 3,5 triệu đến 3,7 triệu đến một bộ đó quý vị nhá. Và hiện tại thì em đang tìm bộ này là bộ rẻ nhất trên thị trường, chưa có bộ nào rẻ được như bộ này và em đã mua nó. Trên thị trường thì nó đang bán tầm 1,2 triệu chưa thuế, thuế vào là 1,320 tương đương khoảng tầm 2,7 triệu 2,8 triệu. Em mua con này thì chỉ 1,1 triệu cả thuế tương đương 2,3 triệu. Đấy. Đấy, em xin chấm dứt video tại đây. Em xin cảm ơn quý vị.